giám khảo sẽ ấn tượng về em. Mặc dù em không vào chung kết, nhưng em nghĩ rằng sau khi mà em thể hiện xong phần thi này thì ban tổ chức sẽ đặc cách cho em vào vòng bán kết và vào vòng chung kết và trở thành micro vàng 2030. Sau đây em xin được thể hiện phần thi của mình bằng một lời nói truyền cảm thông qua một đoạn báo, và hy vọng rằng em sẽ vươn đến ước mơ của mình, đấy là một anh công an đuổi chợ. Hà Nội sắp hết chỗ đổ rác, giải pháp thế nào? Giảm chôn lấp, tăng cường tái chế rác bằng những công nghệ hiện đại, theo các nhà khoa học chính là chìa khóa để giải quyết tình trạng thiếu bãi chôn rác tại thủ đô. Một giải pháp chữa cháy được cho là anh phải dơ cái mâm ở đây, cầm cho anh. Nhưng mà hơi nhỏ. Tôi nói quay lại nhá, để anh nói lại từ đầu.